chào tất cả quý vị khán giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời các bạn cập nhật thông tin về một người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa qua đã đạp đổ bàn y tế và họ bị xử phạt như thế nào nha các bạn. Trước đó thì báo Người Lao Động đã đưa tin vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 21 tháng 7, tổ y tế xã Phước Kiển có mặt tại đường số 9, khu dân cư La Villa tổ 2, ấp 4, xã Phước Kiển để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Tuy nhiên, thời điểm này thì trời nổi gió lớn do không đảm bảo điều kiện để thực hiện lấy và bảo quản mẫu. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thanh, tổ trưởng tổ y tế đã hướng dẫn các thành viên trong tổ di dời trang thiết bị, vật tư y tế vào khuôn viên của một căn nhà. Thời điểm này thì không có ai ở nhà. Kế bên nhà ông Quờ đồng thời đặt một bàn tiếp nhận mẫu, một cây dù lớn dưới lòng lề đường phía trước nhà ông Quờ. Đến gần 16 giờ cùng ngày thì ông Quờ đã trở về nhà và vụ việc đã xảy ra như cái đoạn video đã ghi lại. Xin mời các bạn xem qua một cái đoạn video mà cái anh Quờ này đã quát tháo nhân viên y tế và đồng thời cái hành động của anh này bị cộng đồng mạng lên án dữ dội. Và sau đó là hậu quả của anh này như thế nào nha các bạn. Xin mời các bạn xem qua cái đoạn video ngắn. Các bạn thấy rồi đó, qua cái video này thì anh Quờ này hết sức là nóng tính và đồng thời á, cái hành động của anh á, cộng đồng mạng vô cùng là bức xúc luôn các bạn. Thay vì anh nói những cái lời nói nhẹ nhàng, nói các anh các chị ơi dời qua chỗ khác là nhà em như thế này, em cũng sợ bị ảnh hưởng thế này thế kia. Thì thay vì người ta nói lời nói nhẹ nhàng, còn anh này thì ảnh nóng giận quá mức, không có kiểm soát được bản thân mình và đạp đổ bàn như vậy thì cái hành động phải nói là cực kỳ gay gắt, cộng đồng mạng không thể nào chấp nhận được các bạn. Thì trong cái video này là tổ nhân viên y tế đã dời bàn làm việc xuống cuối đường số 9 để tiếp tục nhiệm vụ, còn ông Quờ thì lái xe rời đi khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, công an xã Phước Kiển có mặt tại hiện trường và liên lạc với ông Quờ để làm rõ sự việc này. Khoảng 30 phút sau đó thì người đàn ông này quay trở về nhà làm việc với cơ quan chức năng. Ông Nguyễn Tờ Hờ Quờ trình bày vì nóng nảy lo sợ lấy mẫu trước nhà mình lây lan dịch bệnh cho gia đình nên mới có những cái hành động cư xử như clip đã ghi lại. Liên quan đến tổ y tế xã Phước Kiển, ông Quờ cho rằng nhóm nhân viên này chưa thực hiện đúng yêu cầu công tác của phòng chống dịch Covid-19. Sau khi làm rõ vụ việc, công an xã Phước Kiển đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Quờ về hành vi cản trở người thi hành công vụ. Thì trong cái video này thực sự ra là ông Quờ cũng không còn chối cãi gì hơn hết các bạn. Cái hành động của anh rất là nóng tính rồi làm như vậy ảnh hưởng cho tới nhiều người. Và đồng thời là trong mắt của mọi người hành động của anh này không thể chấp nhận được, cho nên là cộng đồng mạng phản ứng dữ dội. Chiều ngày 23 tháng 7 là ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh cho biết ông Quờ sinh năm 1982, ngụ xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cản trở thi hành công vụ với mức phạt là 3 triệu đồng. Đó, người đàn ông này thực sự là trong cái đoạn video đó là ổng quát, ổng kêu biến rồi đạp đổ bàn y tế của nhân viên y tế. Cho nên cái hậu quả khi mà sau khi cơ quan chức năng làm việc
thì ông này bị phạt 3 triệu đồng các bạn. Thì qua cái video này mọi người cũng thấy rằng là những cái hành vi mà nóng nảy quá thì đem lại những cái bất lợi cho mình ha các bạn. Bên cạnh đó thì nhiều người cũng rất là dễ thương các bạn ơi. Phải nói là họ là một trong những người là người ta nói năng lịch sự, đàng hoàng, tử tế, chứ không như cái anh này thì tính tình nóng quá. Cộng đồng mạng cũng lên án và sau đó là cơ quan chức năng cũng đã phạt anh này 3 triệu đồng ha các bạn. Bên cạnh đó và cũng liên quan tới việc xét nghiệm các bạn ơi, một tình nguyện viên gây bão mạng khi nhảy múa để bé gái không sợ xét nghiệm. Cái video này được lan rộng trên mạng xã hội và nhiều người đồng tình các bạn. Trong thời gian qua thì cái video được lan truyền rất là đáng yêu, ghi lại một cảnh tình nguyện viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 nhảy múa làm trò khi lấy mẫu xét nghiệm cho một bé gái 4 tuổi. Vì thường trẻ con thì nó hay sợ hãi đó các bạn, thì sợ bé nó khóc này kia nọ. Thì một anh tình nguyện viên này rất là vui tính, yêu trẻ con. Một đoạn video nói trên đó là anh Lưu Hải Phong sinh năm 2002, sinh viên đang theo học ngành công tác xã hội tại Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ qua với báo chí thì Hải Phong cho biết là hiện là cùng đội tình nguyện viên gồm 11 người tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại trạm y tế phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Được bạn Hải Phong quay lại lúc anh đang làm nhiệm vụ, nhưng sau đó thấy sợ bé gái là khóc cho nên anh nhảy múa đánh lạc hướng. Mọi người mà xem qua cái đoạn video của Hải Phong quay lại đó các bạn, thì lúc anh chàng nhảy múa đánh lạc hướng của bé gái này để cho bé gái là sau lãng cái việc mà đau đớn đi, sợ hãi đi để lấy mẫu xét nghiệm đó các bạn. Mục đích của hành động này cảm thấy là bất thường nhưng mà rất đổi và rất là đáng yêu. Cái hành động nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội các bạn. Cảm giác là đưa cái que lấy mẫu xét nghiệm là trong mũi đó các bạn, người lớn còn cảm thấy khó chịu chứ huống chi là tới đứa nhỏ. Thì nhiều bé khóc dãy dụa khiến nhân viên y tế sẽ gặp khó khăn, cho nên là bạn này sẽ làm những cái động tác rất là đáng yêu, nhảy múa như vậy đó. Vì vậy ở đây bạn nói là tụi em có những động tác vui vui để bé nhìn chỗ khác, không tập trung vào việc xét nghiệm nữa thì sẽ lãng quên đi ha các bạn. Thì trên cái đoạn TikTok này, những cái hành động của anh này rất được nhiều người thích. Và đồng thời là trong cái thời gian những ngày dịch bệnh biến căng như thế này, được xem những cái video mà bản thân mình phải mạnh mẽ hơn trong những tâm dịch, đối đầu trực diện với nguy hiểm. Nhưng bạn tình nguyện viên này ấy vẫn là tràn đầy năng lượng để giúp đỡ mọi người, thật sự là đáng quý. Một tài khoản bình luận ha các bạn. Thông qua những cái video này thì mong rằng tất cả những bạn trẻ khi làm tình nguyện viên sẽ có những cái mang lại những cái niềm vui cho những đứa trẻ, hoặc là cho những cái đối tượng mà người ta đang đi xét nghiệm, đôi khi trong lòng người ta cũng có chút sợ hãi đó các bạn. Thì Hải Phong đã bắt đầu tham gia tình nguyện viên chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 6 tháng 6. Có đôi lúc nhận được thông tin tình hình dịch càng ngày càng nghiêm trọng, chàng sinh viên thú thật bản thân cũng cảm thấy là sợ hãi. Khu vực Bình Tân có một số ca là dương tính, vẫn đang truy quét tìm người bị nhiễm. Đối mặt với những người mà nghi nhiễm, mình cũng cảm thấy sợ chứ, nhưng mà nên cố gắng tích cực, tập trung và tỉ mỉ trong từng khâu, từ hỗ trợ xét nghiệm, điều phối vân vân. Tụi mình phải là khử khuẩn, thay găng tay liên tục. Muốn bảo vệ được mọi người, trước tiên mình phải bảo vệ mình trước đã. Đó là Hải Phong chia sẻ ha các bạn. Nói chung là qua cái đoạn video này thì cộng đồng mạng vô cùng là thấy dễ thương, từ những hành động phải nói bất bình thường nhưng mà nó đem lại sự đáng yêu ha cho những trẻ con trong lúc mà xét nghiệm các bạn. Cảm ơn Hải Phong rất là nhiều khi em có những cái hành động như vậy. Và bên cạnh đó cũng có một cái video mà cộng đồng mạng rất là quan tâm và khen rất là nhiều về một người thiếu tá công an hay các bạn. Trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ cái video ghi lại cảnh một thiếu tá công an nhắc nhở người dân một cách vô cùng nhẹ nhàng để thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.
Qua nguồn tin riêng thì báo Người Lao Động cũng là xác định cái video này được ghi tại phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu vào sáng ngày 19 tháng 7, tức ngày đầu tiên tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ giãn cách xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Xin mời các bạn xem qua cái đoạn video này nha các bạn. Đi qua nó không cho rồi. Công an thị xã với lại phóng viên ghi hình trên quốc lộ 51 từ Nguyễn Xuân đến ngang đường dài đến Phú Mỹ rồi. Dạ. Họ đến đây làm ghi hình, họ vào họ làm biên bản mình là mất hết 14 triệu tiền phạt đó. Không bắn luôn. Ở đây là công an phường đến động viên nhắc nhở mình thôi chứ mình cũng không phải là biên bản đâu. Nhưng vì cái trách nhiệm công an thị xã họ đã đi kiểm tra ghi hình của những phóng viên á, ngày đầu thực hiện chỉ thị 16 là họ làm mạnh lắm á. Dạ. Nên mình chịu khó mình đóng cửa đi chứ mình bán được cái tiết thì lại mất 14 triệu đó. Nhá. Đó các bạn thấy qua cái hình ảnh này thì trong cái đoạn video này do chủ nhà cửa hàng đăng lên mạng xã hội, sau đó là cái đoạn video này được lan truyền rộng rãi trên mạng, những cái bình luận tích cực, cảm thấy là rất là vui ha các bạn. Qua những cái thông tin và những hình ảnh như thế này làm cho mọi người dân cảm thấy là rất là vui khi một người thiếu tá, đó là Nguyễn Anh Duy, Phó trưởng phòng Công an phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thời điểm này thì anh cùng một số đồng nghiệp trong tổ tuần tra lưu động ở phường Tân Phước thực hiện nhiệm vụ tuần tra công tác chống dịch trên địa bàn. Trao đổi với phóng viên thì thiếu tá Nguyễn Anh Duy cho biết vào ngày 19 tháng 7, khi phát hiện một cửa hàng vẫn còn đang mở cửa để kinh doanh, anh vào cửa hàng để là tuyên truyền. Đây là ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội nên đề nghị chủ nhà, chủ cửa hàng chấp hành tốt công tác phòng chống dịch được hiệu quả và tổ tuần tra sẽ nhắc nhở lần đầu chứ không xử phạt. Nhưng người dân nên nghiêm chỉnh chấp hành, đó là thiếu tá Duy chia sẻ các bạn ạ. Theo anh thì ngay sau đó chủ cửa hàng đã nhanh chóng chấp hành nội quy, đóng cửa hàng. Đến sáng hôm sau tôi khá bất ngờ khi nhìn thấy hình ảnh đoạn video ghi lại cái cảnh mình vào vận động người dân được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều bình luận tích cực. Tôi cảm thấy rất là vui vì mình tuyên truyền và người dân đã chấp hành tốt. Đây chính là nguồn động lực giúp tôi cũng như anh em tổ tuần tra cố gắng làm tốt hơn nữa trong công việc của mình. Đó là chia sẻ của thiếu tá Nguyễn Anh Duy ha các bạn. Thì các bạn thấy là trong phong trào phòng chống dịch Covid-19, từ những cái tổ mà đi xét nghiệm cho người dân đó các bạn, và tới những là thiếu tá công an, họ đi nhắc nhở rất là nhẹ nhàng, có những hành động dễ thương, trái với cái video đầu tiên mà một người dân đạp đổ bàn của y tế như vậy đó các bạn. Thì bên cạnh đó mọi người cũng thấy rồi, trong xã hội này thì cũng có là những cái người mà thiếu ý thức và đồng thời có những hành động nông nổi như vậy, cho nên cuối cùng hậu quả họ là cũng bị chỉ trích nặng nề của cộng đồng mạng, kể cả những người dân ở chòm xóm, và đồng thời chính bản thân họ cũng đã bị phạt ha các bạn. Còn những hành động ví dụ như những em tình nguyện viên múa hát rồi vẫy tay cho những cái đứa trẻ mà để cho là đánh lạc hướng để đừng sợ hãi để lấy mẫu xét nghiệm, và đồng thời bên cạnh đó thiếu tá công an khi mà vào nhà dân nhắc nhở cũng cảm thấy là có những lời lẽ nhẹ nhàng dễ thương, cộng đồng mạng vô cùng khen ngợi ha các bạn. Xin phép tất cả quý vị khán giả khép thông tin lại đây. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.